Sáng ngày 26 tháng 6, đoàn công tác của thị xã Sapa do đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với thành phố Bắc Giang. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Đình Hoan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang. Hai bên đã cùng thông tin ngắn gọn về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng tại địa phương. Trong đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang nhấn mạnh hiện nay thành phố đang tập trung hoàn thành các tiêu chí trở thành đô thị loại một kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả vượt bậc thương mại dịch vụ phát triển đa dạng thu ngân sách hàng năm vượt dự toán tỉnh giao công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị được chú trọng nên có chuyển biến tiến bộ rõ rệt lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm duy trì thực hiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính số hóa hồ sơ hiện chuẩn bị đưa trung tâm điều hành đô thị thông minh ioc vào hoạt động các lĩnh vực thị xã Sapa quan tâm như quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng. Đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sapa rất vui mừng về những kết quả phát triển kinh tế xã hội kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang vừa chia sẻ và nhấn mạnh đây là những thông tin vô cùng quan trọng đối với thị xã trẻ Sapa. Đồng chí Chủ tịch thị xã Sapa cũng chia sẻ một số vấn đề thuận lợi khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của thị xã Sapa đã rất thẳng thắn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm một số vấn đề quan tâm như việc xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong dân, giải phóng mặt bằng các dự án, trật tự về hè lòng đường, cây xanh đô thị, tiêu thoát nước đô thị. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác của thị xã Sapa thăm trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC của thành phố.